Chị nhận giùm em nha. Có ai anh thấy đường anh đếm giùm giùm em cái 3 triệu tư anh nha. Đếm đủ 3 triệu tư giùm em. Đủ chưa? Đủ 3 triệu tư ha. Dạ. Cho nó cũng đại diện với ấm, cảm ơn chú rất nhiều. Có khi nào mà chú có dịp thì chú cũng về, có về Việt Nam thì ghé thăm mấy ấm. Và chú cũng giới thiệu nhiều người biết tới mấy ấm. Chú đã biết tới mấy ấm từ xưa đến nay rồi, nhưng mà đến nay là nó lại khác rồi chú, nó không còn như hồi xưa như chú biết đâu. Cảm ơn chú rất nhiều. Sư Bác xin chào cả nhà thân thương. Chúc cả nhà thân thương một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Ngày hôm nay Sư Bác quay trở lại mái ấm Mây Bốn Phương để gửi tới mái ấm số tiền của chú Thành ở bên Mỹ, chú hỗ trợ cho mái ấm. Ngoài ra thì Sư Bác còn mua 50 bánh giò ở quán Chay Tì Tâm của chị Kim Long tới đây để cho các bé, các cô, các chị thưởng thức bánh giò chay của quán Chay Tùy Tâm. Chú Thành cũng muốn máy ấm ăn bánh giò chay, cho nên là chú có nói với Xuân Bắc là mua bánh giò cho mấy bà, mấy cô cũng ăn được này, rồi các bé cũng ăn được, bánh giò rất là dễ ăn. Cả nhà thân mến, thì ngoài ra chú còn nhờ Xuân Bắc mua gạo và nhu yếu phẩm cho mấy ấm. Tuy nhiên thì mấy ngày gần đây á, do miền Bắc mình bão Yagi á, cơn bão số 3 ảnh hưởng rất là nhiều. Xuân Bắc cũng đang chuẩn bị gấp rút cho chuyến xe khởi hành ra miền Bắc, ra Cao Bằng để mà chia sẻ những phần quà của các anh chị mạnh thường quân bên Canada. Cho nên là cũng gấp rút thời gian, không có thời gian để mà sắp xếp mọi việc nữa. Mình cũng không có muốn là giữ tiền của Mạnh Thường Quân quá lâu, cho nên là quyết định sáng hôm nay phải trở lại mái ấm Mây Bốn Phương để mà trao cái số tiền cũng như là mua bánh giò. Chú ơi, gạo với nhu yếu phẩm á, thì con có liên hệ ở Sài Gòn, nhưng mà do bây giờ các cửa hàng tạp hóa với cái chỗ con hay lấy bây giờ không đủ hàng, do là đợt này miền Nam mình đang đặt rất là nhiều những cái nhu yếu phẩm để chuyển về miền Bắc, cho nên là không có đủ hàng để cung cấp. Con không có đặt được, mà xuống dưới này á, con mua gạo ở các cửa hàng dưới này thì cái giá nó rất là cao, nó cao hơn ở dưới Sài Gòn nữa, cho nên là con không mua. Xin phép chú thì con gửi cái số tiền của chú đến chị Loan để chị chủ động chị mua những cái thực phẩm cần thiết cho máy ấm chú nhé. Con cảm ơn chú rất là nhiều. Rồi bây giờ thì Somax sẽ quay ngược camera lại để chia sẻ những cái hình ảnh đến cả nhà nhé. Đó, đây là cái khung cảnh xung quanh mái ấm Mây Bốn Phương. Ở đây thì mái ấm cũng đang còn thiếu thốn rất là nhiều về cơ sở vật chất. Hôm nay chú cũng muốn Somax đi tìm hiểu mái ấm chi tiết để chú có thể sẽ hỗ trợ cho máy ấm cái tivi. Thì chú chia sẻ thì hồi trước á, chú có tìm hiểu và có biết về máy ấm Mây Bốn Phương có tivi này, có dàn nhạc này, cũng khá là đầy đủ, mà đợt này tại sao lại thiếu cơ sở vật chất như như vậy, thì chú cũng muốn sẽ bắt tìm hiểu. Bây giờ mình vào trong luôn nha. Trời chạy xuống đây mưa khá là lớn cả nhà. Hên là số mắc không mua gạo, chứ mà mua gạo là ướt hết, mà mốc gạo luôn á. Mưa rất là lớn. Mấy ngày nay ảnh hưởng bão mà. Rồi xe của sân mắc thì cũng đang đậu ở đây. Bánh giò mưa lớn quá thì mưa lớn quá thì cũng đang phải phải chùm ở đây. Dạ em chào chị. Trời ơi mưa lớn quá chị ơi. Dạ mưa mà em chạy không được luôn. Đây, số mắc có mua 50 bánh giò nha. Chị ơi, chị nhờ anh nào ra lấy bánh giò giùm em được không? Dạ.
Chào chị. Dạ. Dạ đúng rồi. Chị giờ xách giùm em tại em vướng cái máy quay em không xách được. Nó hơi nặng nha. Rồi chị báo với các thành viên máy ấm ra ăn bánh giò nha. Biết nha, máy ấm mình ăn chưa chưa? Ăn chưa rồi. Bánh giò ăn thêm cũng được nè. Bé nào đói thì ăn, à, các cô các chị nào đang còn chưa no bụng thì mình ăn thêm. Để ăn chiều cũng được chị, để ăn. Dạ, bánh đang. Bây giờ mình cho cái này biết sao nó dở dở nó ăn nó bỏ củ. Dạ. Nó mới no mới ăn cơm á. Bánh giò. Dạ, đang còn nóng. Bánh giò chay á chị, bánh giò chay dạ. Dạ, ở đây là 50 cái bánh giò chị ha. 50 cái bánh giò thì chị phát cho các bé nha chị. Dạ. Yeah. À, chú chào con nha. Bé này mấy tuổi chị? Bé này mấy tuổi? 2 tuổi mấy. À. Rồi ăn da ô luôn. Bé kia hình như mới đi học về hả chị? Anh đến đâu rồi? Cho em đeo cái này cho chị tí nha. Đi lên nhà hát rồi. Đi lên nhà hát hả? Để chị nói. Rồi. Chị đang làm gì trong máy ấm vậy? Đang cho tụi mấy đứa nó ngủ. Dạ. À, chị em cho chị một cái thông tin. Đó là có một chú Mạnh Thường Quân, chú ở bên Mỹ. Chú tên là chú Thành, thì chú có biết rất là rõ về máy ấm Mây Bốn Phương của mình đó chị. Biết tên chị nè, rồi anh đến luôn. Dạ. Cảm ơn chú. Thì chú có nhờ em mua bánh giò. Đúng ra là em mua gạo nữa. Mua gạo và mua những cái nhu yếu phẩm, nước mắm, đường nữa. Nhưng mà đợt này ở trên Sài Gòn đó, không có mua được. Tại vì miền Nam mình đang đặt hàng để chuyển về miền Bắc nhiều lắm. Cho nên là không có sắp xếp được. Không có hàng. Nhưng mà em xuống dưới này em có hỏi hai tiệm tạp hóa. Gạo á, em thấy cái giá nó cao hơn ở trên Sài Gòn. Giá ở trên Sài Gòn có 17 mấy à. Ở đây là tới 19 lận. Cho nên em không có mua, nhưng mà hên em cũng không mua đó. Chứ em mua là đi đường nó mưa cái là sợ nó ướt. Hên em không mua. Thôi thì chút xíu em gửi chị cái số tiền của chú. Rồi chị máy ấm mình cần cái gì thì chị sử dụng nhá. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Ơi con nói gì? À, chị ơi bây giờ nó có cái vấn đề này nữa nè chị. Bây giờ chú muốn hỗ trợ cho máy ấm một cái tivi. Nhưng mà bây giờ chú đang có một cái thắc mắc á, là hồi trước á chú có biết tới máy ấm là máy ấm mình cũng có tivi nè, rồi dàn nhạc. Thì chú có nói em là hồi trước là có máy ấm có hai cái tivi hay sao đó, rồi dàn nhạc nè, rồi cơ sở vật chất thì cũng đầy đủ. Nhưng mà bây giờ là chú thắc mắc là tại sao bây giờ lại cái máy ấm của mình lại xuống cấp, và kiểu như là mấy cái thiết bị dụng cụ hồi trước đâu hết rồi chị? Vô tiếng thì đã từ lâu, nó đến nay nó đã hư rồi. Hư rồi hả? Hư rồi. À. Còn dàn nhạc thì mấy cái năm Covid rồi làm ăn thắt, giống như là không có khó khăn hả? Khó khăn á. À. Rồi cứ bán lần. À, ý là khó khăn quá rồi mình không có chi phí để trang trải cho máy ấm mà chị bán hả? Đúng rồi. Hôm nay ngay cái lúc Covid đó là nhạc người ta cũng ít có chơi lắm. Dạ. Rồi mình hồi trước là cơ sở vật chất nó hơi đầy đủ, là ở dưới nhà cũ á, thì mấy cái năm đó thời xưa đó là mình tự lực cánh sinh là nhiều, thì thời đó mình mượn tiền mình làm bên mua bán bên dư chai á, thì mấy năm nó làm ăn được. Rồi bắt đầu đến lúc mà đến cái năm Covid á, làm ăn không có được. Rồi cái hàng của mình là hàng với Trung Quốc nữa, cho nên là khi mà Trung Quốc nó về nước là bên Mây mình phải bán rẻ, thì nó tới là đâm vô cái cảnh là phá sản á. Nói chung là nó cũng ảnh hưởng nhiều tới máy ấm mình vậy. Đúng rồi. Rồi mắc nợ đó phải bán để trả nợ, lý do là mình mượn vốn người ta, mình mượn đóng tiền lời mà đến cái năm không làm ăn được, mà để lời đóng hoài đóng đâu có nổi đâu.
Cho nên buộc lòng là phải bán để trang trải công việc mấy ấm, rồi mới di chuyển lên trên đây. À, rồi bây giờ chị dẫn em đi một vòng tham quan mấy ấm nha. Đúng rồi. Xin bắt mời cả nhà. Đây là đi tham quan chi tiết lại mấy ấm mấy bốn phương. Cái chỗ này chỗ mới. Dạ. Đây là cũng là mới sửa nè, chứ hồi đó là xung quanh đây là B40 không à. À, mới sửa lại. À, mới sửa mấy tháng nay à. À, đây là cái đường đi đi chung hai dãy phòng. Dạ. Bên đây là cái... Rồi cho em tham quan cái phòng đầu tiên bên này ha. Bên đây là phòng mấy. Bên đây thì chú ơi, bên đó là nhà bếp. Đây là những cái phòng của mấy ấm bếp. Đây phương là này. Đây nhà bếp. Còn bên đây thì phòng ngủ. À, bên này là nhà bếp. Ừ, có nhà bếp. Dạ. Nhà bếp này cũng mới sửa. À, cũng mới sửa lại gì ha. Ừ. Rồi, bên này là chỗ mấy người ta ngủ. À, dạ em chào chị nha. Dạ. Chị ăn chưa chưa? Dạ ăn rồi. Chị đây là chị cũng bị tai biến đó chị ha. Ừ. Tai biến, dạ rồi chị cũng tới đây chị ở tại mấy ấm. Dạ vâng. Chị là phải uống thuốc hàng ngày á. Dạ uống thuốc hàng ngày luôn. Ừ. Dạ. Ở... Dạ. Dạ, nói chuyện ngày trưa ha, em quay sơ qua chút xíu thôi. Ô, các con giữ yên lặng chú nha. Ủa sao khóc, sao khóc? Trời ơi. Rồi đi tiếp đi chị. Nè, đây đang vô. Đây cũng phòng nữa nè. Cái con này quần áo quá chừng dưới đất mà không chịu dọn lên. Nè, chị Hương ở đâu? Con đang quay chi tiết những cái căn phòng của mấy ấm mấy bốn phương cho chú và cả nhà xem qua. Đừng có ồn không. Mấy bạn ngủ, mấy bạn không chịu dọn đồ lên, mấy bạn bày quá trời bày luôn. Dạ như không có người dọn dẹp á, bày quá trời. Tối về chị thấy đường đi không chị? Đi bình thường. À đi bình thường ha. À, có tối bật, có thấy cái tối bật đèn lên. Cái à, chị từ từ chị ơi. Cái máy giặt cũ bữa trước đâu rồi? Nó thằng bé kia nó lấy nó tháo nó thí nghiệm á. À. Anh không thấy đường nhưng mà anh sửa đồ hay lắm. Cho nên anh lấy ra anh để dành những cái gì thiếu này là anh sẽ lắp ráp qua cái khác. Dạ. Yeah. Ảnh là đồ hư là anh đem anh thí nghiệm. Rồi cái máy mới hoạt động tốt chưa chị? Tốt rồi. À hoạt động tốt rồi ha. Ừ. Anh cái anh mà đã cho máy giặt á. Ừ. Rồi chị chờ em xíu. Ừ. Có cho bánh giò kìa, hồi Hạnh ăn bánh giò. Nhiều. Chú thân mến, thì cái đây là cái căn phòng mà chị đang cho một gia đình ở tại mấy ấm, cho nên là có cái khóa ở đây thì gia đình đi làm cho nên là cũng khóa lại. Do chính vì vậy nguyên nhân là cái phòng này nó có ổ khóa. Thì cái phòng này con quan sát thấy thì cũng không có thấy tivi, cũng không có thấy dàn nhạc gì hết chút. Nó tới nhà không có hết rồi. Dạ. Dạ nhạc thì chị trong cái tình hình Covid khó khăn là chị cũng đã bán để trang trải mấy ấm rồi. Chị đang làm cái gì đó? Đang mới ngủ dậy hả? Đâu có nằm đó, đang ngủ đâu, sống nó nhỏ. Phá. Dạ. Mấy đứa nhỏ nó phá quá. À, mấy đứa bé nghịch quá không ngủ được hả? Anh có cho bánh tên gì phải không? Bánh. Thôi cho bánh ngủ. Xíu ăn bánh giò chị nha. Bánh giò nhiều.
Dạ, anh cho no luôn nha. Cho chục cái để dành. Chục cái luôn. À, để dành tối anh hả? Chị ơi, chị Loan ơi. Chị ra đây với em tí. À, anh hai cái còn nhiêu để dành. Sao sao chị che mặt vậy? Sao che mặt? Chói quá hả? Hay sao? À, ngứa mắt. Em tưởng chói quá, em đang tăng giảm cái đèn. Em phá đèn luôn mà, tao đang không đèn luôn cốt. Dạ. Chị tên gì ha? Hạnh. Chị Hạnh. Anh có dậu không? Chị dậu. Hôm nay em xuống em không có mang cái gì hết á, em chỉ mang anh được ơi, bánh giò có thôi. Gì? Có gì xin liệu cô cho chứ người ta khách, người ta đâu có mang dầu đâu mà hãy xin người ta. Dạ không sao đâu chị. Ừ. Chị Hạnh năm nay nhiêu tuổi rồi? Em cũng không biết hết. Không biết luôn. Anh ăn có dây lon cho em gắm cho nhau nào gỡ dây lon thì lo bự nè. Gỡ dây khi mà. Dây nghe hả? Dây gắm này nè. Anh ăn gắm này mềm không? Gắm một cái vô nhỏ. Cái gắm mềm à bán hả? Ừ, bán mà bán được. À. Gắm một cái nhỏ gắm là nghe nghe chứ cái máy em chưa gắm được. Dạ. Giờ chị chặt mất rồi. Giờ rồi. Chị chặt cho em cộng. Dạ vâng. Thôi chị nghỉ ngơi đi nha. Em đi tham quan mái ấm tí nha. Chị đảo vô nữa. Dạ. Chừng nào có ai hỗ trợ nơi lên nữa. Cái phòng này là phòng gì chị? Nhà tắm hả? Nhà tắm hết á. À. Nhà tắm toilet rồi. Nhà tắm. Ủa là mỗi chân có bơi không? Cái đây nhà tắm. Ừ. Đợi đợi xuống đây cũng là một phòng dưới đây nữa nè. Dạ. Này. Có người hả? Có. À. Đang có người. Rồi, cái này chị chờ em chút xíu nha chị ha. Ừ. Đây là cái máy giặt đợt trước xuống bắt chợ xuống cho máy ấm này. Máy giặt này thì cũng được cô khán giả, cô hỗ trợ cho máy ấm. Cảm ơn cô rất là nhiều. Máy giặt cũng đã hoạt động ổn định rồi. Cũng rất là tốt. Hôm giờ cũng có cái máy giặt nó cũng đỡ nhiều quá chị ha. Đúng rồi. Giờ qua đây là cái phòng cuối cùng cho mấy em thanh niên trẻ trẻ nó ngủ ở đây nè. Rồi, thì cái này cũng là một cái phòng nhà vệ sinh chứ không có gì hết chú ơi. Đây là phòng. Rồi, bữa trước thì con cũng chưa vô cái phòng này nhiều. Bây giờ hôm nay con vô luôn nha. Đây là cái phòng cho các thanh niên mấy đứa khiếm thị nó trẻ trẻ. Mấy em khiếm thị mà lớn tuổi tí ha. Đúng rồi, lỗi hai mấy, ba mấy, bốn mấy. Hai mấy, ba mấy, bốn mấy. Để con quay chi tiết cho chú và cả nhà xem ha. Nói chung thì khi mà con đi tham quan một vòng máy ấm Uốn Phương á, thì về cơ sở vật chất á, mọi thứ thì con thấy cũng chưa có đầy đủ chú ơi, cũng còn thiếu thốn nhiều lắm. Còn những cái thông tin bữa trước, hồi trước của máy ấm á, thì bây giờ cũng qua rất là nhiều thời gian rồi. Chị Loan cũng chia sẻ thì tivi. Chị, cái micro chị đang đeo không có nói chuyện riêng được. Vô đây với em ha. Nói vô, nó vô micro á. Ý là mình nói cái chuyện trong máy ấm chị em mình nè. Đang đi tham quan nè. Còn sắp xếp việc máy ấm thì chút xíu nữa nha. Ở đây thì cái dàn nhạc này là cái này là cái đàn của cái dàn nhạc ngày xưa hả? Không. À. Là cái đơn gì? Cái này cũng cổ dữ lắm. À, mấy cái đơn đi học á hả? Dạ. Như chị Loan chia sẻ với con đó chú ơi, thì những cái thông tin mà về máy ấm thời hồi trước đó, cơ sở vật chất đầy đủ này, có tivi, có dàn nhạc, thì là cũng là những cái thông tin thực tế chứ không phải là không có. Xác nhận lại là do tình hình dịch Covid khó khăn, chị và anh đến cũng đã phải thanh lý những cái dụng cụ nhạc để mà trang trải cho máy ấm. Còn trong cái thời buổi Covid thì cái công việc kinh doanh
Massage gì hả? Massage chứ, đời của mình là bên phế liệu, mua bán phế liệu á. À. Nó tới công việc gì nó cũng bị đứng hết đó. Dạ, nó bị đứng. Cho nên là mình không có đủ kinh phí để mình trang trải máy ấm gì ha. Đúng rồi. Thì hiện tại cái tình hình của máy ấm mình bây giờ như thế nào chị? Bây giờ cũng như vậy thôi, cũng đang khó khăn thôi. À. Tại vì lên rời về cái chỗ này ít ai biết tới lắm. Rồi cái công việc massage của chị... Nó lai rai. Lai rai hả? Và lúc này thì nó lai rai. Nhưng mà nó cũng ít thôi. Cho nên dự mình cũng dự tính là để rời nó về cái nơi ngay đây phía trước mình á. Ừ. Làm thì nó có thể là nó tương đối hơn. Nhưng mà cái đó là phải để sửa chữa cái phòng lại đã. Chứ khách mà vô làm massage họ cũng kém chọn lắm. Chứ không phải là bình thường, cái phòng bình thường mà họ vô họ nằm. Bây giờ cái chi phí mà chị để làm một cái phòng massage thì khoảng bao nhiêu chị ha? Nếu mà tính dụng cụ làm đó tất cả nó phải từ là 17, 18 triệu. 17, 18 triệu là cái chi phí bữa trước mà chị có nói với em đó đúng không? Đúng rồi. Đó là không có tính máy lạnh nha. Dạ. Nó là tính cái dụng cụ với sửa sang phòng thôi. À. Rồi bây giờ chú muốn hỗ trợ cho máy ấm mình một cái tivi. Như chú nói thì cái tivi chắc cũng rơi vào tầm khoảng 50 inch á. Bốn mấy 50 inch á. Thì bây giờ không biết là khi mà cái tivi về đến máy ấm á thì chị sẽ bắt cái tivi ở đâu? Bây giờ chị có hai cái phòng, một cái phòng chỗ này cái cô đó ngủ hoặc là cái phòng nãy mình đã vô mình quay á. À bây giờ chị đó. dẫn em đi tới cái chỗ mà lắp tivi nha, đi từ từ chị, đi từ từ. Thì bây giờ chị... Rồi cái chỗ mà chị tính mở lại cái massage ở tại máy ấm á. Là cũng ở phía đằng trước mà. Là phía đằng trước, chỗ nào thì chị em luôn nha. Có gì? Mới tắm hả em? Hả? À. Rồi giờ đi về phòng nghỉ hả? Em đang đi đâu đây? À lên phòng. Dạ dạ chị ăn đi, chị ăn đi chị. Cảm ơn chị. Đó, em hàng ngày em phải đi như vậy đó cả nhà. Anh đi trước hả? À, rồi. Nè, dự tính là một là lắp trong đây, còn không là cái phòng bên kia sau. Thôi. Rồi, anh chào em nha. Dạ. Sao chị ơi, chị nói gì chị? Tính là một là lắp bên trong đây, hoặc là lắp phía trước kia thôi. TV á hả? Trong cái căn phòng này á, còn có một cụ ông. À, cụ ông năm nay hình như là cũng vào bao nhiêu rồi chị? Cũng tầm 70, 7 mấy. 7 mấy tuổi rồi. Đó, cụ ông cũng rất là ốm. Cũng khá là gầy gò cả nhà. Theo Xuân thấy lắp trong phòng này được không? Ông đang ngủ. Lắp trong này hả chị ha? TV lắp trong này đúng không? Lắp trong này cho dễ chơi. Coi nè mấy con không nè, coi quần áo nè. Lắp trong này thì em thấy nó hợp lý nè chị. Tại vì mình lắp trong này mình bảo quản được cái tài sản á. Còn lắp ở bên ngoài thì nhiều khi mình không có bảo quản được cái tài sản. Không, bên ngoài không có bên ngoài chú đâu, chỉ có hai phòng, một phòng này và một cái phòng với cô này ở đó. À. Chỉ có hai phòng đó thôi. Nhưng mà cái phòng này nó có kiểu như vách tường á, nó chắc chắn hơn cái phòng ván bên ngoài. Đúng rồi. Dạ. Rồi mình đi tiếp vậy ha, cái chỗ mà chị tính. Rồi chú chào các con nha. Dạ. Bé nào cũng ngoan hết cả nhà. Ơi đừng có đu chú, té chú bây giờ. Để chú chú đang bớt rồi. Thì nói cái gì cũng
Bây giờ Xuân Bắc đang dẫn cả nhà đi xem cái chỗ mà chị sẽ làm cái phòng massage để có cái công việc và có tiền trang trải cho mấy ông. Cái phòng làm nhà xe á. À, là cái phòng này, ngay đằng trước. Chỉ có phòng làm nhà xe này thôi chứ đâu còn chỗ nào đâu. Đó là chị đang tính lấy phòng làm xe lại cái căn phòng này. Nâng cái máy, nâng cái này lên cao lên, rồi mình phải bít xung quanh lại. Rồi cái dách bên đây là cái tường còn xấu xí đó, mình mới dán gạch men trong cái dách bên đây nè. Bữa trước là kêu thợ vô coi rồi chị ha? Coi rồi, nâng lên làm la phong rồi đó. Là chi phí rơi vào tầm khoảng 17, 18 hả? 17, 18 là lý do là mình sắm giường, sắm dụng cụ làm luôn á. Chứ còn nếu mà sửa không thì không tới, sửa không chắc cỡ 10 triệu, trục 11, 12, 10, cỡ 11, 12 triệu à. Dạ. 11 triệu. Sửa sang lại thì tầm vài khoảng, cho là khoảng 10 triệu đi. Còn lại là mình sắm dụng cụ. Đúng rồi. Rồi, xin bắt mời cả nhà vô xem cái căn phòng này nha. Tại vì mình sửa mình phải làm đục cửa, mình làm cửa sổ ở bên đó phải không? Giờ phải nâng cái này lên cao lên. Nâng máy lên hả? Đúng rồi, nâng máy lên là mới làm la phong. Yeah. Chứ vậy nó thấp lắm. Nó thấp thì vô nó ngợp, người ta đâu có chịu. Khách họ khó. Cái này giống như giờ mình đang dùng mình làm cái kho hả? Đúng rồi, làm cái nhà đựng nhà cho mấy em nó đi xe rồi về. Ai người ta mấy người ta vô làm việc với mình có xe ta để trong đây. Để xe cũng có, mà để về cái gì không cần xài để ở đây cũng có. Dạ. Rồi hai cái xe này là của ai? Của mấy cái chị người ta đi làm, người ta làm phụ việc với mình á. À, phụ việc cho mấy ấm hả? Đúng phụ rồi. Việc mấy ấm là người ta để đây. Là lát chiều người ta về. À, chiều người ta về. Kiểu như giống như làm phụ cái công việc với chị cha để mà mình nấu cơm đó thôi. À, nấu cơm rồi này kia cho mấy ấm thôi ha. Ừ. À, để xe ở đây mình khóa lại. Đúng rồi, bảo quản xe cho anh ta để thôi, lỡ thất lạc mất xe lấy tiền nó mà đền. Dạ. Rồi thôi bây giờ chị với em ra chia bánh giò cho máy ấm mình mọi người ăn nha. Rồi bây giờ có ai đói bụng chưa? Rồi thôi chị Loan kêu các bé mọi người ra đây hết đi em chụp tấm hình nha. Ra đây hết, tập trung ra đây hết em chụp tấm hình rồi em gửi cái tiền cho chị luôn nè. Rồi bây giờ tụi con ăn bánh giò nha. Lúc nào đói ăn nha tụi con. Tại do là trời mưa khá là lớn rồi cả nhà. Số mắt tới mấy ấm cũng khá là trễ, các bé các cô ăn trưa rồi. Thôi tới bụng thì ăn đói thôi, cầm đừng có tháo ra giục nha con. Cầm giùm, cầm giùm. Bánh giò này nấu ngon lắm nha. Chú mua ở chỗ bánh giò chay. Rất là ngon nha các con. Lúc nào đói ăn nha. Cầm giùm em đi con, cầm giùm em. Thì không ăn con để đi chút con ăn. Không ăn thì chút ăn. Rồi mấy ấm mình chào khán giả cả nha. Con đếm 1 2 3 nha. 1 2 giơ tay chào nha. 1 2 3. Chào đi. Yeah, một cái nó con. Rồi chị ơi bây giờ em sẽ gửi chị cái số tiền chú gửi nha. Xong mắt đi một mình đôi khi cũng hơi khó quay video chút xíu cả nhà thông cảm. Chú ơi hiện tại thì con cũng đang có mặt ở ngay mấy ấm mấy bốn phương rồi và chị Loan cũng đang đứng ở đây.
Thì bây giờ con sẽ gửi cho chú, cho chị cái số tiền chú gửi đến máy ấm. Tiền mua bánh giò thì con mua là 50 cái bánh giò ở quán chay Tùy Tâm của chị Long là 600.000. Thì ở đây còn lại là 3.400.000, do là con không có sắp xếp con mua gạo được, và mua cái những cái như là nước mắm đường mà chú dặn được, chú thông cảm giúp con. Do là bây giờ ngày mai ngày mốt thì con cũng khởi hành ra Cao Bằng để mà gửi những cái phần quà đến bà con miền Bắc rồi, cho nên cái thời gian của con cũng khá là bận. Nhưng mà con biết là chú cũng đang rất là muốn xem cái video mà con chia sẻ. Thì con cũng sắp xếp thời gian tới, và con xin phép chú là con gửi cho chị Loan cái số tiền 3.400.000 để chị chủ động chị mua chú nha. Chị nhận giùm em nha. Có ai anh thấy đường anh đếm giùm giùm em cái 3.400.000 anh nha. Đếm đủ 3.400.000 giùm em. Đủ rồi. Đủ chưa? Đủ 3.400.000 ha. Dạ. Chào các cùng đại diện với ấm, cảm ơn chú rất nhiều. Có khi nào mà chú có dịp thì chú cũng về, có về Việt Nam thì ghé thăm mấy ấm. Và chú cũng giới thiệu nhiều người biết tới mấy ấm. Chú đã biết tới mấy ấm từ xưa đến nay rồi, nhưng mà đến nay là lại khác rồi chú. Nó không còn như hồi xưa như chú biết đâu. Cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Chúc mấy ấm mình mọi người đều khỏe, đều vui vẻ. Dạ. Cũng cảm ơn Sơn, Sơn dạ. Sơn cũng cũng có lòng để lên tới đây, cũng là truyền tải cho thông điệp cho nhiều người biết tới máy ấm. Thì cũng cảm ơn Sơn là nhịp cầu cho mọi người đều biết tới nơi đây. Cảm ơn, cũng cảm ơn Sơn rất nhiều. Dạ rồi, em cảm ơn chị nha. Cả nhà thân mến, như vậy là Xuân Bắc cũng quay trở lại máy ấm Mây Bốn Phương, gửi đến máy ấm số tiền của chú Thành, chú ở bên Mỹ. Chú hỗ trợ cho máy ấm, và Xuân Bắc cũng mang đến máy ấm 50 cái bánh giò để cho các thành viên của máy ấm thưởng thức bánh giò chay. Nhìn những cái nụ cười của các thành viên của máy ấm, Xuân Bắc cũng rất là vui. Con cảm ơn chú Thành rất là nhiều. Và hôm nay quay trở lại máy ấm thì con cũng quay chi tiết từng phòng, và chị Loan cũng đã chia sẻ cái nguyên nhân như thế nào mà máy ấm thiếu cơ sở vật chất và những cái thiết bị như là tivi rồi dàn nhạc. Thì chị cũng đã bán và để có cái kinh phí những cái ngày tháng đại dịch Covid, có cái kinh phí để trang trải cho máy ấm, do cái công việc massage nó cũng bị trì trệ và không có nguồn thu nhập, cho nên là khá là khó khăn. Cho tới thời điểm hiện tại thì máy ấm Mây Bốn Phương cũng đang thiếu thốn cơ sở vật chất khá là nhiều. Đó là những cái gì mà Xuân Bắc chính mắt thấy, và mình đi một vòng máy ấm mình quay rất là chi tiết để chia sẻ đến chú cũng như cả nhà. Rồi, rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xuân Bắc xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ và bình an trong cuộc sống nhé.